Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long về việc bổ sung huyện Mang Thít vào kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2024-2025. Ngay từ đầu năm thì huyện Mang Thít đã tập trung huy động cả hệ thống chính trị cùng với nhân dân dùng sức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Cho đến nay thì nhiều nội dung tiêu chí và chỉ tiêu của huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành, tạo nền tảng quan trọng để Mang Thít sớm được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Một trong những tiêu chí huyện Mang Thít tập trung chỉ đạo thực hiện là xây dựng thị trấn Cái Nhum đạt chuẩn đô thị văn minh. Kết quả đến nay, thị trấn đã cơ bản thực hiện được 7 trên 9 tiêu chí và 48 trên 52 nội dung theo tiêu chuẩn của đô thị văn minh. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung chỉ đạo lãnh đạo thực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nâng cao cái nhận thức cho người dân trong việc bảo vệ cảnh quan môi trường. Thứ hai là đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện các cái công trình giao thông trên địa bàn. Để đảm bảo tiêu chí 10% số xã đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Hiện, huyện đã chỉ đạo 4 xã là Chánh An, Mỹ Phước, An Phước và Tân An Hội tập trung nâng cao chất lượng toàn diện 19 tiêu chí nông thôn mới. Đặc biệt là xã An Phước xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu nhằm tạo bước đột phá mới trong quá trình về đích huyện nông thôn mới. Đến nay, xã An Phước đã hoàn thành 4 trên 5 tiêu chí bắt buộc và một tiêu chí tự chọn về giáo dục trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo cái nông thôn mới kiểu mẫu của xã, thì trường được đầu tư rất là nhiều. Ở trong đó thì có 2 phòng chức năng với 1 cái nhà đa năng. Về cơ sở hiện nay thì nó khá là khang trang và đầy đủ. Từ đó thì chất lượng hoạt động của nhà trường cũng được nâng lên. Và từ đó thì trường hiện nay thì được công nhận là chuẩn quốc gia mức độ 2. Đến thời điểm này thì cơ bản là các cái tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu gần như đạt. Chỉ còn có một cái nội dung là cái tiêu chí sản phẩm ô cốp 4 sao là xã đang tập trung để thực hiện. Thì qua gần một năm thực hiện thì đời sống vật chất và tinh thần của người dân thì thấy là được tăng lên đáng kể. Cảnh quan môi trường cũng sáng xanh sạch đẹp hơn. Các cái cơ sở vật chất từ văn hóa cho tới trường học thì đều đã được đầu tư xây dựng và cái chất lượng nó cũng được nâng lên. Qua rà soát đánh giá, theo Bộ Tiêu chí giai đoạn 2021-2025, đến nay Mang Thít đã cơ bản đạt 3 trên 5 nội dung, 6 trên 9 tiêu chí với 31 trên 36 chỉ tiêu của huyện nông thôn mới. Hiện nay, ngoài tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn bền vững, huyện còn tập trung dồn sức tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là trong đầu tư xây dựng cơ bản, làm cơ sở cho huyện về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch đã đề ra. Ban Thường vụ huyện ủy chúng tôi cũng đã có cái sự tập trung quyết tâm trong cái lãnh chỉ đạo toàn đảng bộ thực hiện các cái tiêu chí trong xây dựng huyện nông thôn mới. Thứ nhất là cái công tác tuyên truyền và cái thứ hai là cái cảnh quan môi trường. Còn về các cái tiêu chí nội lực thì cũng đã được cái sự đồng lòng cũng như là thực hiện quyết liệt của toàn đảng bộ. Trong xây dựng cơ bản thì huyện cũng đang tập trung lãnh chỉ đạo tìm các cái giải pháp để thực hiện nhanh nhất, sớm nhất, đẩy nhanh cái tiến độ của các công trình, đảm bảo quý 1 năm 2025 là phải hoàn thành hết các cái nội dung trong xây dựng huyện nông thôn mới. Với sự quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, huyện Mang Thít đang tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thành quả này không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, đưa đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng cao.